Võ Thần Chúa Tể Chương 5597, ta có thể, Diêm Ma Đại Đế trong lòng tuyệt vọng, bực này thời điểm, đối phương lại vẫn kín đáo như vậy, nhưng hắn làm sao không kinh, các ngươi là ngũ nhạc minh đế nhân, phải không? Trong dãy dùa, Diêm Ma Đại Đế không đợi Tần Trần trả lời, lại lần nữa gầm thét, ngũ nhạc minh đế cấu kết thâm uyên nhất tộc, mục đích của hắn là thập điện Diêm Đế Đại Nhân đúng hay không? Nói như vậy, Minh Nguyệt Nữ Đế mất tích cùng hắn có quan hệ, U Minh Đại Đế vẫn lạc tại vũ trụ hải nói không chừng cũng cùng hắn có liên quan. Đúng không? Diêm Ma Đại Đế không ngừng gào thét, tính toán tại chứng thực cái gì, ha ha ha. Ma Lệ cười khẽ, toàn thân nở rộ âm lãnh thâm uyên khí tức, chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời, giống như quỷ lệ. Diêm Ma Đại Đế gắt gao nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ, mang theo không cam tâm, mang theo cuối cùng một chút hy vọng, quát, thâm uyên nhất tộc, các ngươi thâm uyên nhất tộc đến cùng nhìn trúng ngũ nhạc minh đế cái gì? Thả ta, ta có thể thuyết phục thập điện diêm đế, nhường hắn cùng các ngươi hợp tác. Diêm ma đại đế âm thanh vội vàng. Các ngươi đừng tin ngũ nhạc minh đế, hắn thân là tứ cực đại đế, cùng các ngươi hợp tác mục đích tuyệt đối không thuần, tất nhiên có chính hắn giả tâm, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi thâm uyên nhất tộc hội lọc vào phản phệ, các ngươi không phải cần người đại diện sao? Ta cũng có thể, thập điện diêm đế đại nhân cũng có thể. Ta xâm la diêm vực tại minh giới cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Tin tưởng ta, ta cùng với thập điện diêm đế đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, từ minh giới viễn cổ bắt đầu, chính là cực kỳ thân mật. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể thuyết phục thập điện diêm đế đại nhân, tuyệt đối có thể nhường hắn cùng các ngươi hợp tác. Ngược lại cũng là người đại diện, chỉ cùng ngũ nhạc minh đế nhất cái hợp tác, không bằng lại thêm thập điện diêm đế đại nhân, các ngươi có thể làm cân bằng, dở trò quỷ tranh, lúc này mới phù hợp ích lợi của các ngươi. Tin tưởng ta, thả ta, ta diêm ma đại đế không có gì chí hướng, thần phục ai cũng là thần phục, thả ta, ta cũng có thể thần phục, ta có thể. Kỳ thực các ngươi không biết. Ta đây một đời, ngưỡng mộ nhất các ngươi thâm uyên nhất tộc, chỉ là một mực khổ vì không có đi nương nhờ cơ hội mà thôi. Diêm ma đại đế không ngừng gào thét, vì tự cứu hắn không tiếc thần phục những người này chỉ cầu mình có thể sống sót sống sót chỉ có sống sót mới có hy vọng chết rồi thì không còn có cái gì nữa tại minh giới sống sót nhiều năm như vậy diêm ma đại đế quá rõ điểm này tại trước mặt bản tọa ngươi lại vẫn dám đào đại nhân góc tường trong hư không lúc này tần trần từng bước một đi tới mang theo một chút khinh miệt mang theo một tia cao ngạo thẳng nhiên nói không cần thâm uyên nhất tộc ở nơi này minh giới bên trong không cần cái kia miệng đời có đại nhân một người tại như vậy đủ rồi bất quá có một chút ngươi nói sai rồi minh nguyệt nữ đế mất tích cùng u minh đại đế vẫn lạc hoàn toàn chính xác cũng là lớn người làm nhưng minh nguyệt nữ đế là thực sự mất tích u minh đại đế nhưng là giả vẫn lạc chỉ tiếc cái kia thập điện diêm đế một mực bị mơ mơ màng màng tự cho là đại nhân muốn cùng hắn liên thủ trưởng khống minh giới bực này trí thông minh, sợ là thâm nguyên nhất tộc căn bản chướng mắt. Giả vẫn lạc, Diêm Ma Đại Đế chấn động trong lòng, đối phương có ý tứ gì, hắn không phải phổ thông Đại Đế, cũng không phải thập điện Diêm Đế một con chó, mà là cùng thập điện Diêm Đế quan hệ cực kỳ thân mật tồn tại, qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù chờ tại âm ti, vì thập điện Diêm Đế hiệu lực, nhưng bọn hắn giữa hai người lại không phải truyền thống thượng hạ cấp như vậy khắc nghiệt, cho nên tự nhiên sẽ hiểu U Minh Đại Đế rơi xuống tin tức nhưng bây giờ, người này lại nói U Minh Đại Đế là giả vẫn lạc, trước đây thập điện Diêm Đế Đại Nhân từng cùng hắn đoán qua, U Minh Đại Đế vẫn lạc tại vũ trụ hải, sau lưng có thể là ngũ nhạc Minh Đế tại hạ hắc thủ, nhưng bây giờ nghe tới, U Minh Đại Đế vẫn lạc vô cùng có khả năng có ẩn tình khác, nói như vậy, U Minh Đại Đế không chết. Hắn là tại cùng ngũ nhạc Minh Đế nhất cùng làm một cái bẫy, T, nhất thời, Diêm Ma Đại Đế trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi hít một hơi lạnh khí, bây giờ Minh Giới, minh nguyệt nữ đế đã mất tích u minh đại đế mặt ngoài đã vẫn lạc tứ cực trong đại đế chỉ còn lại có ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế nghĩ như vậy toàn bộ trong minh giới đáng giá ngũ nhạc minh đế đi như thế bố cục còn có thể là ai thập điện diêm đế trừ nó bên ngoài tuyệt không bất kỳ người nào khác không tốt thập điện diêm đế đại nhân gặp nguy hiểm bây giờ diêm ma đại đế trong lòng lập tức điên cuồng kinh không thôi sắc mặt phút chốc trắng bệch đi theo thập điện diêm đế nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên tin tường thập điện diêm đế cũng không phải là giống đám người mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy cùng lỗ mãn. Hết thảy đều là ngụy trang mà thôi, có thể việc quan hệ u minh đại đế vẫn lạc trong chuyện này, hắn có thể chắc chắn thập điện diêm đế đại nhân tuyệt đối là vào cục, nhìn thấy diêm ma đại đế không ngừng biến ảo sắc mặt, tần trần miệng lộ trào phúng, ngô, không cẩn thận nói nhiều rồi chút, bất quá cũng không sao, một kẻ hấp hối sắp chết, biết chút ít tin tức thì phải làm thế nào đây? Ngược lại nơi đây đã bị phong tỏa, không cách nào truyền lại cái gì tin tức, cũng làm cho người chết phía trước, làm cái minh bạch quỷ. Dết. Nói hai câu, Tần Trần quát khẽ một tiếng, ma lệ bọn người đồng loạt ra tay, mà Tần Trần cũng là cấp tốc dết ra, không có quá nhiều sức tưởng tượng, cường công, hắn cùng ma lệ, thái âm minh nữ, cấp tốc vây công diêm ma đại đế, Thủy Mị Đại Đế cùng U Minh Đại Đế thì tại ngoại vi không ngừng quấy nhiễu đối phương, đại chiến động tỉnh cực lớn, giết một tôn trung kỳ Đại Đế, thật sự không có đơn giản như vậy. Ít nhất tại không bộc lộ ra toàn bộ lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, cũng không phải là chuyện. Dễ. Tần Trần cùng Ma Lệ toàn lực ứng phó, điên cuồng chém giết, Diêm Ma Đại Đế gào thét gầm thét, không ngừng đẫm máu, màu đen cự phủ xé rách thiên địa, liều lĩnh dãy dùa, nhưng vẫn là trên thân không ngừng xuất hiện vết thương. Trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn đầy minh huyết, khắp nơi đều là vết thương. Lấy thực lực của hắn, nếu là liều mạng một lần, muốn mang một đại đế đồng quy vu tận, cũng không phải là không cách nào làm đến. Có thể bây giờ tần trần mấy người vây công, hắn lại đỡ trái hở phải. Thậm chí ngay cả cùng người đồng quy vu tận đều không làm được. Đương nhiên có lẽ nội tâm của hắn còn âm lấy mong đợi, không muốn đồng quy vu tận, mà ở Diêm Ma Đại Đế phẫn nộ chém giết phía dưới, Tần Trần cùng Ma Lệ mấy người cũng là liên tiếp lui lại, không ngừng tránh né hắn hỗn độn khai thiên phủ công kích, không muốn cùng hắn liều mạng. Cuối cùng, ở kiên trì hồi lâu sau, Diêm Ma Đại Đế thương thế càng ngày càng nặng, trong lòng của hắn nảy sinh một chút ác độc, chỉ lát nữa là phải liều mạng một lần. Tần Trần bỗng nhiên mắt sáng lên, sau một khắc, tại Diêm Ma đại đế tiếng gầm gừ bên trong. Tần trần trong thân thể một đạo cuồn cuộn tử hải chi lực trong nháy mắt vét sạch ra, oanh, mênh mông tử hải bao phủ hết thảy, trùng trùng điệp điệp, đem diêm ma đại đế trong nháy mắt bao phủ, tử hải chi lực. Diêm ma đại đế trừng to mắt, không đợi hắn chấn kinh rơi xuống, lại nghe tần trần một tiếng khẽ cười nói, ma lệ, chiêu vị, đừng giấu dến, này quỷ nên vật lưu lại cũng cần phải lưu lại, tóc chiến tóc thắng. Thoại âm rơi xuống, tầng trần trên thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt, oanh, nghịch sát thần kiếm thôi động. Vô tận sát ý trùng thiên, chém về phía diêm ma đại đế, tại này vô tận trong sát ý, một tia kinh khủng ám lôi chi lực lưu chuyển, tiến quân thần tốc, ha ha ha, cuối cùng có thể thỏa thích thi triển. Một bên ma lệ cũng là cười to một tiếng, một tiếng ầm vang, trong thân thể của hắn, cùng cùng ma khí bao phủ, từng đạo đến từ dương gian mênh mông sức mạnh nghiền ép mà đến, kết hợp ma lệ đại đế bản nguyên, lại thêm thâm nguyên chi lực, càng là cấp tốc đem diêm ma đại đế thi triển ra diêm ma khí tức áp chế xuống, phốc phốc phốc, từng cây màu đen xúc tu điên cùng bắn ra. Ẩm vang đâm vào diêm ma đại đế trong thân thể, vốn là lấy ma lệ đại đế sơ kỳ sức mạnh, không cách nào áp chế lại diêm ma đại đế lực lượng, nhưng tại cái này xúc tu bên trong, một chút xíu hừng hực như là mặt trời chói chang dương gian bản nguyên phun trào, đang nhanh chóng trung hòa diêm ma đại đế trong thân thể minh giới quy tắc khí tức, cổ lực lượng này, dương gian khí tức, các ngươi, diêm ma đại đế trong mắt bỗng dưng trận tròn, mà lúc này, thủy mị đại đế cũng là khẽ cười nói, là, chủ. Nhân Từng đạo mị hoặc chi lực Giống như ngọc trai rơi mâm ngọc, cấp tốc truyền lại mà đến, sông thẳng diêm ma đại đế não hải, âm minh kính, diệt thái âm minh nữ thể bên trong hát liên thánh sứ khí tức trực tiếp thức tỉnh, dẫn động âm minh kính chi lực, khóa chặt diêm ma đại đế, đối kháng ở hắn hỗn độn khai thiên phủ, ha ha ha, diêm ma, đã nhiều năm như vậy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, cùng lúc đó, u minh đại đế cười ha ha lên tiếng, kinh khủng u minh khí tức triệt để bộc phát, lấy vô thường đại đạo quy tắc, trực tiếp đem diêm ma đại đế quanh thân quy tắc chi lực trấn áp. Khắc chế, u minh chi lực, ngươi, ngươi là, u minh đại đế nhìn xem không che giấu chút nào tự thân khí tức u minh đại đế diêm ma đại đế nội tâm sợ hãi trước đó chưa từng có cùng kim sợ trong lúc nhất thời đều có chút mộng một tiếng ầm vang mặc dù u minh đại đế chỉ là một đạo thần hồn nhưng hắn quy tắc đại đạo nhưng lại xa xa bao trùm tại diêm ma đại đế phía trên lập tức cho hắn mãnh liệt áp chế lúc này ma lệ lấy thâm uyên khí tức cùng dương gian chi lực dây dưa kéo lại diêm ma đại đế bản nguyên thủy mị đại đế lấy thần hồn xung kích không ngừng mê hoặc diêm ma đại đế linh hồn hải thái âm minh nữ dung hợp hắc liên thánh sứ chi lực thôi động âm minh kính phong tỏa diêm ma đại đế đế binh hỗn động khai thiên phủ mà u minh đại đế nhưng là lấy tự thân vô thượng minh giới đại đạo quy tắc ở hạch tâm đạo tác bản nguyên phía trên trấn áp lại diêm ma đại đế diêm ma chi đạo mấy đại cường giả cùng nhau phía dưới một thân tu vi đạt đến trung kỳ đại đế cảnh giới ở nơi này minh giới tung hoành không biết bao nhiêu năm diêm ma đại đế, làm sao có thể chuyển động, tất cả thủ đoạn, đều bị gắt gao khắc chế. Cuối cùng, tầng trần trong tay nghịch sát thần kiếm lưu chuyển kinh khủng sát ý, dung hợp vô thượng ám lôi phía. Trên, ầm vang đâm vào diêm ma đại đế trong thân thể. Oanh, cuồn cuộn dương gian khí tức trùng thiên, giống như liệt nhật chiếu rọi tại tuyết trắng mênh mang bên trên đồng dạng, cấp tốc tan rã diêm ma đại đế thể nội bản nguyên, không cảm giác được tần trần thể nội kinh khủng dương gian khí tức diêm ma đại đế thần sắc ngơ ngẩn sau một khắc trong đôi mắt toát ra một vòng phẫn nộ vẻ kinh hoàng không các ngươi gạt ta dương gian chi lực đây là dương gian vũ trụ hải người bọn hắn không phải là cái gì ngũ nhạc minh đế dưới trướng bởi vì ngũ nhạc minh đế là năm đó chủ trương xâm lấn vũ trụ hải một trong những cự đầu là tuyệt không có khả năng cùng dương gian người hợp tác mà trước mắt u minh đại đế lại chỉ là một đạo tàn hồn theo lý thuyết trước kia nó vẫn có thể là thật sự u minh đại đế đã trở thành dương gian người chó săn hắn trước kia tuyệt đối không có cùng ngũ nhạc minh đế diễn trò chế tạo cái gọi là giả vẫn lạc mình bị lừa các bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc các bạn nghe truyện vui vẻ